Hey, xin chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng test ăn với cho các bé thằng lằn cái báo nha. Vừa về được 10 bé nhưng mà đã có 3 bé được cướp rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu test ăn những bé còn lại. Cho các bé là thằng lằn cái báo còn nhỏ nha. Nên chúng ta sẽ bắt đầu cho ăn dế ngắt đầu. Đấy. Cho bé còn nhỏ nên muốn các bé ăn thì chúng ta phải ngắt đầu dế nha, nhử nhử cho liếm liếm cái vị ngọt của đầu dế thì bé nó bắt đầu biết ăn. Đây. Mình sẽ nhử cho bé từ từ. Đây. Hai bé đang nha các bạn. Cách nhử là mình cứ để trước mặt cho liếm thôi, chứ đừng có lấy tay mình đụng đụng là giống như tấn công đó, nó sẽ rút cuộc nó ngược lại, nó sợ. Nó tưởng con dế là kẻ thù. Tấn công nó chứ không phải là mồi của nó. Đây. Với các bé khác thì các bạn cũng lần lượt làm như vậy nha. Cô bé, một số bé nó chưa đói thì nó sẽ chưa ăn mà nó còn lạ đấy. Chúng ta cứ bắt đầu, ba bé đang ăn rồi nha các bạn. Đây rất là đơn giản, mình phải đặt máy quay để mà hướng dẫn các bạn cách ăn. Các bạn mà mua vét của Vét Shop thì tất nhiên là luôn được test ăn rồi nha các bạn. Oh, sơ ý có một con dế nhảy qua bên hồ bên kia để coi các bé đã có biết tự săn không nha các bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Ta sẽ để góc máy quay ở giữa đây luôn để coi cho dễ. Bên này thì mình sẽ bấm đúc. Đấy. Quá đơn giản, bé đó có vẻ ham ăn. Đối với mấy bé ham ăn vậy thì rất là đơn giản nha. Chúng ta thấy thì đổ một máy qua đây à. Rất đơn giản, bỏ vô là ăn ngay. Nãy giờ tổng cộng 5 bé bên kia là đã ăn rồi nha các bạn. Giờ chúng ta qua đến bé bên này, bé trắng đen. Cái trắng đen chắc cũng còn hơi nhát vì nó có vẻ để ý con dế nhưng nó không biết săn mồi. Thì chúng ta lại bắt đầu tập cho nó ăn. Đấy. Vô cùng đơn giản. Bây giờ là mình đã test ăn đủ 6 bé rồi nha, bây giờ còn một bé nữa thôi. Ok. Nhiều lúc là đút nó còn chưa tỉnh á, nên nó chưa đói thì mình cứ phải nhé nhé nhị nhị.
Bé này chắc chưa đói rồi. Nên đói mà nó khát nước nó sẽ liếm bụng dế. Thử coi bên này coi còn bé nào muốn ăn nữa không nha. Đây à, không tiếp tục có bé muốn ăn. Một số bé thì chỉ cho nó liếm nước vậy thôi, có thể lần đầu nó chưa biết ăn, nó chưa muốn ăn hay chưa đói hay lạ hồ gì đó. Ok thì không sao, một hai ngày nữa các bạn lấy ra trang lại nhé. Tất cả các bé bên này thì đang ăn khỏe, và còn bé thứ hai luôn. Đa số là các bé ăn một con dế là đã no rồi. Con bé kia là thích ăn dữ lắm nó mới ăn được con thứ hai. Ok, như sao? Vậy là chúng ta đã hoàn tất cái việc cho mấy bé là gọi ăn rồi nhé. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngắm thêm các bé nữa thôi. Đấy, rất là đẹp các bạn. Màu sắc thì sặc sỡ. Mình là thích thì có thể liên hệ với UB Shop nha các bạn. Có được link Facebook hoặc Zalo bên dưới luôn. Rồi, các bạn đợi mình. Rồi, ngoài ra chúng ta tiếp tục cho cái bát trên này ăn nữa nha các bạn. Đấy. Rất là đơn giản. Chỉ cần bỏ một hai bé dế vô thôi nha. Đấy. Một bát cái đứng gác bên này. Chúng ta cứ cho bé ăn. Ăn xong rồi sẽ dọn nha các bạn. Này. Bên này đa số là các bé đực nha. Hai chú rất là thích ăn. Cách này thì lúc nuôi trang rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần kéo ra, đập đập vô là xong. Đây. Chúng ta đang có tầm khoảng 8 bé đực lượng nha. Đang rất là dư đực nên bạn nào mua cái thì chắc mình chỉ ưu tiên là bán cái ghép đôi thêm thôi. Chứ ưu tiên bán được vì chúng ta đang dư được quá nhiều. Đấy. Rất là đẹp nha các bạn. Đây là màu tươi tươi không đấy, màu vip vip đấy. Ok, bạn thích chơi LG thì cứ liên hệ với UBS Shop nha các bạn.
sẽ dùng các clip hay về các bé cưng. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.